trình Chân Dung Cuộc Tình xin chào quý vị khán giả. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi mỗi tuần 21 giờ thứ tư trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến một chủ đề nói là rất là phổ biến nhưng mà con nói mãi thì cũng không hết. Đó là câu chuyện về những mối tình yêu xa. Chủ đề tình xa. Quỳnh Hoa có thấy là rõ ràng bây giờ thì khái niệm xa nó cũng đã trở nên nhẹ nhàng rất là nhiều cùng với sự tiến bộ của công nghệ đúng không? Ngày đúng xưa rồi. Là xa là chỉ có ngồi mòn mỏi chờ cánh thư nó đi và không biết khi nào mới có cánh thư lại. Còn bây giờ thì tích tắc vài giây là đã có thể nhìn thấy nhau video rồi. Video call gọi nhau cái là nhìn thấy nhau ngay đúng không ạ? Đấy. Nên cái vấn đề tình xa hay yêu xa ở thời đại bây giờ nó không phải là một cái gì nó quá ghê gớm. Đúng rồi, thì chúng ta có rất nhiều những bài hát với chủ đề tình xa và nó trở thành kinh điển trong dòng nhạc trữ tình rồi, được rất nhiều các đôi lứa mượn để bày tỏ tâm tình của mình về nỗi niềm yêu xa. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cảm giác nỗi niềm yêu xa của ngày xưa và cả ngày hôm nay qua những bài hát cùng với những câu chuyện mà các nghệ sĩ mang đến trong chương trình. Vâng, và mở đầu chương trình thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chờ Người, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Hà. Chỉ còn lại nhớ mong.
10 năm trời trắng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình, cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ. Vâng, xin được chào mừng Quang Hà đến với Chân Dung Cuộc Tình. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chân Dung Cuộc Tình. Quý vị đã nghe Quang Hà hát bài hát Chờ Người, một trong những bài hát đúng là hoài vọng về một nỗi yêu xa đấy. Nói qua một chút, bài hát này nó nằm trong một chùm ca khúc được nghệ sĩ Lam Phương viết trong khoảng những năm đầu thập niên 60. Sau này thì ông mới chia sẻ và những người trong cuộc kể thì người ta mới biết là bài hát dành cho ai. Đó là những năm tháng mà một trong những giai nhân bóng hồng đi ngang cuộc đời ông là nữ danh ca Bạch Yến, cô xuất ngoại đã đi sang sinh sống và học tập và ca hát ở nước Pháp. Rồi sau đó cô đi rất nhiều nước trên thế giới. Thì trong những ngày tháng nhớ thương đấy thì ông viết bài Chờ Người, gửi gắm tất cả những cái tình chờ em chờ đến bao giờ. Vâng, vậy thì khi Quang Hà hát bài hát Chờ Người thì Hà cảm nhận được cái yêu xa đó như thế nào? Thì bản thân Quang Hà thấy ngay được những cái nỗi khắc khoải, cái sự trống vắng và cái nỗi nhớ nhung của người tác giả dành tặng cho cái bóng hồng mà nhạc sĩ yêu mến. Ở ngay trong chương câu hát đầu tiên đó là chờ em chờ đến bao giờ. Mấy thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chuyết lá. Có nghĩa là cái nỗi lòng của người ta rất là cô đơn, rất là khắc khoải để mong ngóng hình ảnh của cái người mà người ta thầm yêu trộm nhớ. Không biết là Hà có bao giờ trải qua cái cảm xúc giống như bài hát Chờ Người hay không? Tức là nhiều đêm cô đơn nhìn cây chuyết lá đấy. Bản thân là mình không bao giờ trải qua cái cảm giác coi như là nỗi nhớ nó khắc khoải đến như vậy. Bởi vì mình đang sống trong một cái cuộc sống rất là hiện đại, nên là nhớ như một phát là nhắn tin hay là điện thoại ngay lập tức được ngay. Thế nhưng mà cũng có những cái nỗi nhớ đó là khi mà mình nhắn tin mà mình không nhận được cái tin nhắn trả lời thì mình cũng còn có những cái nỗi khắc khoải, những chờ đợi những cái tin nhắn. Cái sự chờ đợi đấy nó càng kéo dài bao nhiêu thì nó càng thổn thức nhiều bấy nhiêu. Trong cuộc sống mà trái tim của người nghệ sĩ thì thường là rất là đa sầu đa cảm. Bản thân Hà thì là rất tình cảm. Ngày xưa thì còn đi học ấy có cái viết thư nhất ngăn bàn để trong lớp chiều. Thì thật sự là chỉ mong ngóng đến ngày hôm sau để xem là trong cái bài đấy cái thư đấy nó còn hay không, và mình có nhận được cái lá thư nào khác hay không. Đó là một trong những cái kỷ niệm mà cái thời tuổi trẻ mình đã trải qua. Người xưa hay người nay thì cũng đều có những cái nỗi lo khi chuyện yêu xa hết. Hà đã từng trải qua những cuộc tình yêu xa chưa? Xa nhất khoảng cách của em thì Hà Nội Sài Gòn thôi. Ngày xưa thì là quá xa, nhưng đối với em thì như thế bình thường như vậy thôi, chứ còn không phải đến nỗi là mình phải nhớ nhung đến cồn cào mà phải ngay lập tức phải bay vào hay để mà gặp thì không có. Nhưng mà khi mà yêu xa, gọi là xa nhất của Hà là Hà Nội và Sài Gòn đi, thì làm thế nào để bù đắp cái khoảng cách đấy? Thật ra thì nó cũng chỉ là trong một chớp nhoáng, một ngày, hai ngày thôi. Tại vì là cái lịch diễn của em thì em có điều kiện là bay đi bay lại rất là nhiều. Thế nên là cái việc nhớ nhung nhau trong vòng một ngày, hai ngày thì mình vẫn tạm, coi như là chịu đựng được. Lấy cái cớ cái câu chuyện ngày hôm nay, cái bài hát Chờ người mà Quang Hà hát ấy, để lấy cớ để chuyện yêu xa, thì mỗi người chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Đã bao giờ Hà gặp cái tình trạng từ thanh xuân cho đến cả đi qua tuổi thanh xuân của mình, nhưng mối tình của mình có khi nào mình rơi vào cảm giác mình cũng sợ cái sự là xa mặt cách lòng này không? Chưa bao giờ nghĩ rằng là xa mặt sẽ cách lòng cả. Tại vì nếu mà chúng ta còn đã có lòng tin với nhau, dù có xa xôi ngàn dặm đi chăng nữa thì cái niềm tin đó nó sẽ cho ta được một cái điều, đó là người ta vẫn ở đó chờ mình và sẽ không có gì thay đổi. Còn nếu mà có gần đi chăng nữa, giáp mặt đi chăng nữa mà người ta đã hết tình cảm rồi thì có gần đi chăng nữa thì nó vẫn là hết. Đôi khi nó là một cái sự thử thách. Dạ, em nghĩ để đo lường tình cảm của xem những người đang có yêu có chín mùi hay không. Xin được cảm ơn Quang Hà với cuộc trò chuyện ngày hôm nay trong Chân Dung Cuộc Tình. Dạ, và xin được chào tất cả quý vị khán giả của Chân Dung Cuộc Tình. Và chúng ta xin được mời quý vị, chúng ta lại tiếp tục với những ca khúc của chủ đề tình xa trong Chân Dung Cuộc Tình.
mộng mơ quyền quý cao xa. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một dàn thiên lý răng ngang, đường tình hai đứa thanh thơ. Tại anh đó nên duyên mình lẻ rằng đâu tình đã chia phôi. Tại anh không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, nên giờ này thấy buồn cả đôi. Khi xưa anh không nói nên đâu ngờ, để giờ anh trách em ơi, giờ anh trách em hư ngơ. Xa người yêu đành phụ bạc lời yêu thương, cho tình yêu tan tác, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu. Đừng giận em, đừng trách chi em. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Anh trách em hững hờ. Xa người yêu đành phụ bạc lời yêu thương, cho tình yêu tan tác, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu. Anh đừng giận em, đừng trách chi em. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong, cặp băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong, cặp băng ôm lạnh mùa. Quên tiếng cười
và sóng mắt đưa tiên. Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tà soi xóm vắng, đưa em về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, hát yêu buồn tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bôn ba chỉ giữ người khi mình còn đôi tay. Và sóng mắt đưa tiên. Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tà soi xóm vắng, đưa em về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, hát yêu buồn tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ, làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bôn ba chỉ giữ người khi mình còn đôi tay. Cuộc đời là hư vô, chỉ giữ người khi mình còn đôi tay. Trong bài hát Xin Thời Gian Qua Mau vừa rồi á, nó có những cái hình ảnh và có những cái con số mà rất có thể là nó sẽ khiến nhiều người phải tò mò. Họ cũng có thể nhiều năm qua chúng ta nghe mà chúng ta không để ý. Cần đến một lúc nào đấy có cái duyên ấy để biết được những câu chuyện đằng sau nó. Ví dụ Quỳnh Hoa coi như trong bài có câu ấy: tám mùa đông, tại sao lại là tám mà không phải là chín hay là mười? Chắc là phải mất 8 năm để chờ đợi đúng không? Thì đấy, tức là nó có những cái con số mà khi mình nghe tự nhiên đến một ngày mình thắc mắc. Nhiều khi nó cũng gắn với cái trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống ấy. Chúng ta nghe một bài hát nhiều lần và đến một lúc ở đấy thì chúng ta phát hiện thêm những cái hình ảnh mà chúng ta có thể tò mò. Cho đến một ngày Minh Đức mới gặp được người cháu của nhạc sĩ Lam Phương. Anh ấy cũng đã từng đến với chương trình của mình đấy, từ ngay từ mùa đầu tiên ấy, đó là anh Lâm Minh Sĩ Vũ. Vì mẹ anh Vũ là em ruột của nhạc sĩ Lam Phương. Thì anh ấy mới kể cho mình và anh nói là cái này là chính là cậu Lam Phương kể cho anh ấy nghe.
Tám mùa đông ở đây là gì? Bài hát này được viết năm 1967. Và trên cái tờ nhạc của bài hát có ghi là tặng T những ngày xa em. Tức là cái nhân vật ở đây sẽ là một người có tên là có chữ T. Qua câu chuyện của anh Sĩ Vũ thì T ở đây chính là cô Túy Hồng, là vợ của nhạc sĩ Lam Phương khi đó. Và bài hát này ra đời năm 67. Họ đã cưới nhau được 8 năm, họ cưới nhau vào năm 1959 khi mà cả hai còn rất là trẻ. Tám mùa đông, cây rừng, câu chuyện lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Suốt 8 mùa đông qua họ chưa bao giờ xa nhau. Vậy mà bây giờ lại phải xa nhau. Vì sao mà phải xa nhau và đi đâu mà phải xa nhau? Thì có một cái chuyến đi biểu diễn của cô Túy Hồng sang bên Lào. Tức là cô chỉ đi một chuyến đi có mấy tháng thôi. Thế trong mấy tháng đấy thì ông ở nhà ông nhớ thương quá. Thế là ông mới viết cái bài hát Xin Thời Gian Có Mong, chỉ qua mau lên, nhanh nhanh đi thôi để mà cô quay trở về. Với một đời nghệ sĩ thì chuyện đi lưu diễn này kia là chuyện rất là bình thường. Nhưng rõ ràng họ phải yêu thương nhau lắm, những ngày bên nhau phải có ý nghĩa lắm để cô đi xa có một thời gian ngắn như vậy thôi mà đã nhớ thương như thế. Thì mới có câu là bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay. Cái này hẳn có liên quan đến những người như Quỳnh Hoa, những người mà cuộc đời cũng gắn nhiều với những chuyến lưu diễn. Lần lưu diễn xa nhà nhất của Quỳnh Hoa là bao lâu? Thường thì cái chuyến mà đi xa nhất Hoa đi là 3 tuần. Hoa nhớ là cái hồi đó lúc đi 3 tuần lóng xã cũng gọi sang mà ông kêu đi lâu quá, lần sau bao có được đi, đừng có đi lâu như thế nữa. Thì Hoa nghĩ là tại vì nó chẳng qua là một cái thói quen, khi mà cứ đang ở bên cạnh nhau một thời gian rất là dài bỗng dưng đi, nhiều khi chỉ một tuần thôi người ta cũng cảm thấy nhớ nhung nếu mà dành trọn tình cảm cho nhau. Cho nên là khi mình nghe cái câu chuyện đấy thì mình cũng hiểu là vì sao ông lại nhớ thương như thế. Để chưa kể trong bài hát nó có cái hình ảnh nữa, nhiều khi ca sĩ hát cũng hay bị nhầm với cái chữ đấy, nó cũng hơi khó để phát âm đúng, đó là hát hưu buồn tiếng võng nhẹ nhẹ đưa. Nhiều người hát thành tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Thì chính anh Vũ cũng chia sẻ với Minh Đức là ở đây là tiếng võng. Lúc ở nhà ấy, là cô Túy Hồng là người rất thích nằm võng, thành ra bây giờ khi mà cô đi biểu diễn như thế là cái tiếng võng ở trong nhà nó trơ trọi, không có ai ngồi trên cái võng đấy nữa. Cho nên là hàng ngày đi qua đi lại nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình vẫn như vậy mà cái người thân thương nhất của mình thì không ở nhà. Cho nên là ông mới nhớ thương để có cái bài Xin Thời Gian Qua Mau như thế đấy. Có thể nói là người xưa họ yêu rất là sâu đậm đúng không Minh Đức? Nên mới có được những cái tác phẩm hay và đi vào trong thơ nhạc thì nó giống đầy chất thơ luôn, rất là ấn tượng. Và chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta lại tiếp tục với những ca khúc của chủ đề tình xa trong Chân Dung Cuộc Tình. Sống lại bao năm qua đi tìm bóng dáng, tưởng như là người yêu trở lại, em ở nơi đâu, anh ở đâu, nhớ tới người ngày xưa ướt thì bao yên vui một đời thương nhớ, mây ngỡ ngàn buồn trôi khắp trời, anh ở nơi đâu có nhớ tình sâu, ở nơi trăng gối mộng, em có còn ngồi nhớ đến anh không, tìm đâu thấy con đường xưa xó lòng, và tà áo em mềm trong nắng hồng, dù trăm năm trôi nhẹ trên phim buồn, anh vẫn còn thường nhớ tháng hạ buồn vương tóc mềm, mây lang thang bên trời một bóng, chôn giáo đường còn vang tiếng trần, em ở nơi đâu có thấu tình sâu,
trăng gối mộng. Em có còn ngồi nhớ đến anh không? Tìm đâu thấy con đường xưa gió lòng và ta áo em mềm trong nắng hồng. Dù trăm năm trôi nhẹ trên phim buồn, anh vẫn còn tưởng nhớ người yêu xưa. Ngày tháng hạ buồn vương tóc mềm, mây lang thang bên trời một bóng, chôn dáng đường còn vang tiếng trần. Em ở nơi đâu có thấu tình sâu? Em ở nơi đâu? Có thấu tình sâu? Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bài hát Trong nỗi nhớ muộn màng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và có lẽ cũng không nhiều người biết rằng một trong những người đầu tiên hát bài hát này ngay khi bài hát mới ra đời giữa thập niên 90, đó chính là danh ca Họa Mi, khách mời tiếp theo đến với chúng ta trong chủ đề Tình Xa. Xin chào chị Họa Mi. Chào MC Minh Đức và MC Quỳnh Hoa. Họa Mi xin chào tất cả quý vị xem chương trình Chân Dung Cuộc Tình. Vâng, và nhân nói về cái bài Trong nỗi nhớ muộn màng thì mình quay ngược thời gian về cái lúc mà chị My những cái tháng đầu tiên ở xứ người đó, không biết là chị My có cảm trải qua cái nỗi nhớ của mình như thế nào? Bây giờ cái tựa đề là Trong nỗi nhớ muộn màng, mà nỗi nhớ thì mà muộn màng thì nó cũng hơi lạ. Nhớ thì lúc nào cũng nhớ, mà lại nhớ còn muộn màng tức là nhớ hoài. Đấy, nhớ bây giờ rồi nhớ sau, nhớ hoài nghĩa là không bao giờ quên được. Thì Họa My nghĩ là như vậy. Cái tựa đề cái bài hát đó nó cũng rất là có ý nghĩa, và nó cũng có một cái gì nó đau xót trong lòng. Lúc mà Họa My nhận được cái bài hát đó thì Họa My thấy cũng rất là thích thú. Tự vì mình hát cái bài đó mình cảm thấy mình có một cái đồng cảm ở trong đó về cái tựa đề bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Nó rất là nhiều nỗi nhớ, nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ tất cả những người thân của mình. Tự vì cái thời điểm đó thì mình không có nghĩ rằng cái nỗi nhớ của mình nó có được vơi không, hay là càng ngày nó càng nhiều. Tại vì cái mà may mắn được hội ngộ thì rất là, phải nói là mong manh. Cái nỗi nhớ nó càng ngày nó càng nó gặm nhấm trong cái trái tim của mình. Nó phải nói là nó đau xót lắm. Khi mà Họa My bắt đầu sống ở nước ngoài thì cái nỗi buồn nó nhiều hơn vui. Nỗi nhớ nó lúc nào nó cũng đong đầy, là tự vì mình sống một mình, mình không có được gần gia đình, và mình cũng mong mỏi rằng mình chờ đợi những cái gì tốt đẹp đến để mình được đoàn tụ gia đình của mình. Câu chuyện của chị thì em đã đọc được nhiều lần trên báo cũng như là các chương trình. Và có một cái câu hát của nhạc sĩ Vũ Quang, nó rất là, em nghĩ là rất là phù hợp với cuộc đời của chị, đó là hội ngộ rồi chia ly. Rất là khó khăn để có thể hội ngộ nhưng mà rồi lại chia ly. Bây giờ nhìn lại cái khoảng thời gian đó thì chị thấy là mình, cái động lực nào giúp chị có thể đi qua được cái giai đoạn đầy thử thách đó? Họ mới nghĩ rằng cuộc đời của một con người nó có một cái định mệnh, số phận và định mệnh. Họ mới nghĩ như thế. Có thể là cái định mệnh nó tới cái lúc đó là nó lại thay đổi qua một cái chặng đường khác. Thì bây giờ cái chặng đường ngày xưa mình đã qua rồi. Tới cái chặng đường là mình được sống chung với nhau, được đầm ấm, được hạnh phúc. Rồi tới cái chặng đường mình phải chia xa. Rồi cái định mệnh lại cho mình được tái ngộ, đoàn viên. Nhưng mà chưa chắc gì cái cuộc đời nó có hạnh phúc đầy đủ. Đối với Họa My thấy là cái hạnh phúc nó rất là mong manh. Nó có một chút xíu thôi. Cũng như thí dụ như mình ở xa, mình chỉ cầu mong được một cái tin của một cái người gia đình, người thân của mình. Một cái tin mình biết được, mình cảm thấy hạnh phúc. Dù là mình không được gặp mặt nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mình phải thích nghi với cái hoàn cảnh để mình sống, để mình có tìm được một cái gì tươi sáng trong cái chặng đường sau này của mình. Có thể nói rằng quý vị khán giả đã nhiều lần được nghe câu chuyện về chị Họa My
và cả cái sự hội ngộ và chia ly trong cuộc đời của chị. Nhưng mỗi một lần chị và Ami trở lại với chương trình và kể câu chuyện đấy, nó đem lại một cảm xúc rất là mới. Có thể là đúng là theo thời gian ấy, mình sẽ có những cảm nhận khác nhau về những sự kiện nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Và sau đây sẽ là một bài hát. Bài hát này thì không phải là chị Hoa Mi hát đâu, nhưng mà chắc là cũng sẽ nhắc chị nhớ lại những kỷ niệm của chị khi ở thành phố Paris, nước Pháp. Vì bài hát này cũng được viết là với bối cảnh là thành phố Paris. Đó là một bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Bài hát này có tên cũ là Ngày ấy xa nhau, có hình ảnh là sông Sen ấy, hình ảnh rất là thân thương của thành phố Paris. Nhưng bây giờ thì chúng ta thường gọi bài hát ấy với cái tên mới là Nhạt Nhòa. Chúng ta sẽ nghe sau đây với tiếng hát Phương Trang. Thiết tha hay nhạt phai.
Bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với cuộc trò chuyện với chị Hòa My. Lúc nãy họ nói là hội ngộ, chia ly. Bây giờ thì chị lại nói về cái khoảng thời gian là chị đang quay trở về Việt Nam, quay trở lại với sự nghiệp ca hát của mình. Thì đương nhiên là mình sẽ phải xa ông xã, xa các con. Thì cái xa bây giờ nó khiến cho chị cái cảm giác nó như thế nào? Cái sự chia ly bây giờ nó khác với sự chia ly ngày xưa. Tại vì sự chia ly ngày xưa là mình không có nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại. Đó. Cho nên bây giờ cái sự chia ly nó là một cái tính cách khác. Nó vui hơn. Khi là mình gặp lại nhau sau một thời gian xa có lẽ là còn hạnh phúc hơn nữa. Bây giờ thì chị trở về quê nhà và ở bên kia, ở nước Pháp, thì không chỉ là gia đình lớn của chị nếu mà còn có thêm những thế hệ tiếp nối. Đó, tại gần đây Minh Đức thấy là chị khoe trên Facebook của chị đấy, hình ảnh của những đứa cháu, tức là thế hệ tiếp theo. Đấy, thì bây giờ mỗi một lần mà nhớ con, nhớ cháu ấy, đấy thì bà nội, bà ngoại Họa My thường làm thế nào để vơi đi nỗi nhớ? Bây giờ thì dễ hơn hồi xưa nhiều lắm. Bây giờ mình nhớ thì mình bắt telephone lên, mình telephone, mình coi hình nữa. Thành ra là có cái video để coi, thành ra bây giờ rất là tiện lợi. Thành ra cái nỗi nhớ nó cũng vơi đi rất là nhiều. Bây giờ cái nỗi nhớ hay là nỗi xa, nỗi gì nó cái thành là không thành vấn đề nữa. Có nhiều sự xa cách xảy ra trong cuộc đời của chị My thì không biết là nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái phong cách biểu diễn của chị Hòa My trên sân khấu với những bài hát mà chị đã thể hiện ạ? Tự vì nó cũng ảnh hưởng tới cái cuộc đời của mình. Thì cái giọng hát hay là những cái tâm sự của mình khi mình hát những cái bài hát nó cũng rất là ảnh hưởng về cái tâm tư của mình từng giai đoạn. Ví dụ bây giờ giai đoạn hạnh phúc thì mình hát khác, giai đoạn mình chia lìa mình hát khác. Mỗi một cái chặng đường trong cuộc đời Họa My đều có một cái cảm xúc khác khi mà mình hát. Xin được cảm ơn chị Họa My đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc cho chị sẽ và tiếp tục bay cao tiếng hát của mình giống như chim Họa My ạ. Thì Họa My cũng nhân cơ hội này cảm ơn luôn tất cả những quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chân Dung Cuộc Tình. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo của Chân Dung Cuộc Tình hôm nay. Chiều không em, chiều buồn không em, trời đầy mây, mặt trời một mình. Cây nói cây mà xanh xao cô đơn, nghe trong vắng từng giọt chiều. Chiều không mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em, câu ca vàng sương khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, trời đầy mây, mặt trời một mình. Mà xanh xao cô đơn, nghe trong vắng từng giọt chiều. Chiều không em, mặt hồ buồn tanh, mãi lang thang cơn gió vô tình. Chiều không em, chân quay về ngơ ngác, ta còn gì để mà nhớ mà quên. Về đâu để mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, trời đầy mây, mặt trời một mình.
xanh xao cô đơn, nghe trong vắng từng giọt chiều. Chiều không em mặt hồ buồn tanh, mãi lang thang cơn gió vô tình. Chiều không em chân quay về ngơ ngác, ta còn gì để mà nhớ mà quên. Mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em, câu ca vàng sương khói biết về đâu. Thưa quý vị, ca khúc Chiều Không Em của nhạc sĩ Phú Quang vừa khép lại chân dung cuộc tình của chúng tôi lần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên mở TV vào thứ tư tuần sau lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mỹ Đức và Quỳnh Hoa xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình chân dung cuộc tình kỳ sau. Chiều ơi trôi về miền nào xa xôi, tìm ai tiếng lòng thổn thức vắng dài. Những câu hát của nhạc sĩ Hoàng Trọng qua hơn nửa thế kỷ vẫn nói thay tiếng lòng thổn thức của những trái tim yêu nhớ về nhau trong nỗi niềm tương tư. Mời quý khán giả cùng đến với một không gian âm nhạc đầy hoài niệm với những bài ca về nỗi nhớ thương, những mong chờ vời vợi trong chủ đề khúc nhạc tương tư. Chiều rơi cho lòng lạc loài trái vơi, ngày rơi ai buồn giây phút quá rồi. Cùng với những bài hát chan chứa niềm thương nỗi nhớ là những câu chuyện lần đầu được kể từ các khách mời, chinh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Quang Thành. Đón xem chân dung cuộc tình với chủ đề khúc nhạc tương tư được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.